Đến với kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình sẽ làm những video tô mò để gửi đến các bạn. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn những video tô mò thật là đẹp. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm những video tô mò để cho các bạn đánh giá xem trình độ khéo tay của mình tới đâu nha. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và những sản phẩm tuyệt vời đằng sau mình đây đều là do chính tay mình làm ra chúng. Nếu như các bạn yêu quý mình và yêu thích những video tô mò mình làm ra thì các bạn hãy thả cho mình một lượt like nha. Chào tất cả bạn nhé, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn.
Tiller, ồn quá Tiller. Nhưng mà đi kiểu này đến chút nhiều.